Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung phim Đấu La Đại Lục. Ở tập trước, hai đoàn kỵ binh của Thiên Đầu Đế Quốc và Vũ Hồn Đế Quốc đã xuất chiến, đôi bên nhìn nhau với ánh mắt toát lửa. Quan Long ra lệnh cho toàn quân chuẩn bị. Tiếng trống trận lập tức rền vang, cỏ xuất trận cũng vang lên ầm trời. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, lão ta cũng ra lệnh cho toàn quân xuất kích. Phía Vũ Hồn Đế Quốc cũng lao lên với tư tưởng giết địch không chừa một mảnh giáp. Đường Tam phân tích, Vũ Hồn Đế Quốc để binh đoàn trọng kỵ làm tiên phong, lại phối hợp với sức mạnh và phòng ngự của tượng giáp quân đoàn, đồng thời Phong Kiếm Tông với hồn sư đệ cường công làm chủ phối hợp tác chiến. Cứ như vậy, đúng là sẽ làm được công phòng một thể. Nếu quân ta đánh chính diện với địch, phần thắng khó nói trước. Tuy rằng hai bên còn chưa lao vào nhau, và nhung đều đã tung ra hỏa lực từ xa. Kế sách mà đại sư đưa ra là để kỵ binh nhẹ dài trận. Mục đích thực sự không phải vì đối phó trọng kỵ tiên phong mà là đại quân ở hậu phương. Đại quân của địch là từ các đại vương quốc công quốc hợp nhất thành, giữa các bộ có hiểm khích lẫn nhau, đến nay vội vã ứng chiến. Trận chiến này ngoài giao thủ trực diện thì còn là một trận đấu trí. Bỉ Bỉ Đông tự tin, huấn luyện một chi đội ngũ thiện chiến trong thời gian ngắn với nàng mà nói cũng không phải việc khó. Phe Thiên Đấu Đế Quốc bắn tới vô số mũi tên, cơ hồ là trận mưa tên che kín bầu trời. Tuy nhiên, đám binh lính Vũ Hồn Đế Quốc cũng không phải sang vừa. Bọn họ nhanh chóng xếp thành từng tốp đội hình, sử dụng khiên che chắn tứ phía ngăn cản toàn bộ rồi từng bước tiến lên. Điều này cũng đã nằm trong dự tính. Quan Long cho rằng không thể coi thường Vũ Hồn Đế Quốc. Đường Tam bổ sung thêm, hành động lần này của đại sư cũng không phải vì công kích, mà là vì ngăn chặn đại quân ở hậu phương, để cho quân địch bị chia cắt khiến cho kỵ tiên phong lầm vào cảnh chiến đấu một mình. Nếu là như vậy, phe ta sẽ có thể thừa cơ ra tay với trọng kỵ tiên phong của địch. Đại sư cho biết, kế này sẽ không gạt được Bỉ Bỉ Đồng. Cô ta tất sẽ phái hồn sư lên trước trời trận. Quả đúng là như vậy, Bỉ Bỉ Đồng dự tính. Nếu kỵ binh tiền tuyến tách rời với trận doanh chính thì truyền lệnh cho Nham Linh Tông và Hỏa Báo Tông lập tức ra khỏi đại quân hậu phương toàn lực xông lên phía trước, mau chóng họp mặt với binh đoàn trọng kỵ. Cứ theo kế hoạch, hai tông phái nhanh chóng lao lên hỗ trợ. Trước khi Nham Linh Tông và Hỏa Báo Tông đuổi kịp, phía Thiên Đấu cần phải tiêu diệt trọng kỵ của địch. Đường Tam lập tức ra lệnh cho đoàn xa quân tới phía trước đại quân xếp thành nhất tự trường xài trận. Bọn họ nghe lệnh liền lao lên, sau đó chuẩn bị cung nỏ đầy đủ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đường Tam cho biết, đối với người có công lực thấp hơn 40 cấp, bọn họ sẽ rất khó để cản đòn tấn công trực diện của Giả Cát Thần Nỏ, huống chi là binh đoàn trọng kỵ không có hồn lực. Sau khi đám người đường xa quân bắn nỏ, phe địch liền ngã xuống như rơm như dạ. Điều này cũng đã nằm trong dự tính của Bỉ Bỉ Đồng. Tiền nỏ đó quả nhiên tương tự như loại vũ khí trọng thương phe tai trong hành động Liệp Hồn lần trước. Vũ hồn kim cương mãnh mã của tượng giáp quân đoàn gần với vũ hồn bản giáp cự tê của ngự trí nhất tộc. Mà Hồ Duyên Trấn lại có thực lực hồn đấu la, lực phòng ngự vượt qua phần lớn phong hào đấu la, chỉ cần hắn còn thì binh đoàn trọng kỵ sẽ vẫn còn. Hồ Duyên Trấn lập tức ra lệnh cho toàn bộ tượng giáp quân đoàn kết trận hình phòng ngự, bảo vệ binh đoàn trọng kỵ. Rất nhanh chóng, một lớp kết giới che chắn cũng được dựng lên, ngăn cản hoàn toàn cung tên của phía Thiên Đấu Đế Quốc. Hàng phòng ngự quá kiên cố không một kẽ hở. Lão cười lớn, sau đó ra lệnh cho tất cả mọi người tiếp tục xông lên phía trước. Khí thế vô cùng hùng hổ, soi cho đám binh lính của Thiên Đấu Đế Quốc sợ mất mặt. Điều này làm cho Ngọc Tiểu Cương cũng kinh ngạc, không ngờ Hồ Duyên Trấn phản ứng lại nhanh tới như vậy, xem ra là sớm đã có chuẩn bị. Qua Long cho biết, binh đoàn trọng kỵ là chiến lược chính của quân địch. Một khi bỏ lỡ cơ hội này, muốn đơn độc đối phó chúng sẽ càng khó hơn. Lão nhanh chóng ra lệnh cho toàn quân xuất kích. Cả đám nghe theo hiệu lệnh lao lên, Hồ Duyên Trấn thu tầng phòng ngự để cho đoàn kỵ binh xuất chiến. Hai bên đều hò hét, rồi lấy tốc độ nhanh như chớp lao vào phe địch. Chưa cần biết là đánh nhau thế nào, chỉ việc hai bên va vào nhau với tốc độ nhanh cũng đã tạo thành thương vong. Dưới mặt đất là binh đoàn tinh nhuệ, trên không trung lại là binh đoàn hồn sư của Phong Kiếm Tông. Bọn họ liên tục ở trên cao xả kiếm xuống quét hầu hết phe to. Đám người của Thiên Đấu Đế Quốc chết như ngả sợ, bọn họ buộc phải rút lui. Đại sư nhận định, công kích của bên ta đều bị tường phòng ngự của địch chặn lại. Trong kỳ của địch và Phong Kiếm Tông lại có thể tùy thời ra tay, một thủ một công, phối hợp hết sức ăn ý. Chiến tuyến phía trước đã có dấu hiệu tán loạn, tình thế cực kỳ bất lợi cho quân Tam. Đường Tam cảm thấy tình thế không ổn nên chủ động muốn xuất chiến, đánh vào trận xoay quân địch phá vỡ phòng ngự của bọn chúng. Có thể nói rằng, bức tường đó tập hợp từ sức mạnh của toàn bộ tượng giáp quân đoàn. Hắn tự có cách ứng phó. Nói rồi, hắn ra lệnh cho đường xa quân và đệ tử đường môn. Lúc hắn không có ở đây thì dùng hiệu lệnh của quốc sư làm chuẩn. Những thành viên khác trong sử lệ khác thất quái đều đồng loạt muốn sai trận. Theo đó là nhiều người khác như độc đấu la. Điều này làm cho Bỉ Bỉ Đông chờ mong, nàng đã chờ sự xuất hiện của đường Tam lâu lắm rồi.
Hai tên trưởng lão là Ma Hùng Đấu La và Quỷ Đấu La, hai người này rất được Thiên Đạo Lục coi trọng. Bọn họ là phong hào Đấu La có hy vọng trở thành cung phụng nhất trong tất cả trưởng lão. Không ngờ Thiên Đạo Lục thế mà nỡ phái bọn họ tới. Vậy nhưng mà bọn họ đến cũng rất đúng lúc. Chỉ cần diệt trừ mối uy hiếp là Đường Tam thì thiên đấu sẽ không còn ai để dùng nữa. Nói rồi, Bibi Đồng cũng lao lên không trung ra hiệu lệnh. Sau đó yêu cầu chúng trưởng lão cùng theo mình trợ trận. Cả đám nghe theo lệnh đồng loạt lao lên. Đường Tam nhắc nhở Vinh Vinh, nàng ta là hồn đấu la hệ phụ trợ đệ nhất đại lục, cũng là mục tiêu công kích chủ yếu của quân địch. Tuyệt đối không được tùy tiện mạo hiểm, ở lại đây phụ trợ là được. Tuy nhiên, Vinh Vinh lại không muốn như vậy, nàng ta tự tin rằng mình có năng lực tự bảo vệ bản thân. Đường Tam trước tiên muốn phá vỡ màn chắn phòng ngự, những người còn lại liền xông vào trong trận. Để đề phòng quân địch thi triển quần công kỹ năng, hắn muốn Đường Sa quân kết thành trận hình phòng ngự bảo vệ cho Vinh Vinh. Ngay lập tức, Vinh Vinh liền thi triển hồn hoàn phụ trợ, kết giới bảo hộ cũng nhanh chóng được hình thành. Tình hình bên dưới lúc này vô cùng căng thẳng. Kỵ binh hạng nhẹ xuất phát đi đầu không làm bị thương được một người của quân địch. Đường Sa quân dùng ra cắt thần nỏ xuất kích lại bị Hồ Duyên chấn chặn lại. Liên tiếp hai lần thất bại đã ảnh hưởng tới sĩ khí của thiên đấu. Đường Tam cầm tầm xóa kích lao thẳng vào giữa quân địch. Những người khác cũng đồng dạng xuất thủ chiến đấu. Chỉ một nhóm vài người nhưng đã có thể càn quét vô số kẻ địch. Có cầu bắt sặc thì phải bắt vùi trước và đối tượng mà hắn nhắm tới chính là Hồ Duyên Chấn. Lão ta thấy vậy liền cho mong, muốn biết thực lực công kích của thần khí trên tay Đường Tam và lực phòng ngự của tượng giáp quân đoàn xem cái nào mạnh hơn. Sau thoáng chốc ngừng tụ lực, Đường Tam cũng phóng ra tam xóa kích. Nó một đường xuyên qua hàng phòng ngự của đối phương. Tầng phòng ngự của tượng giáp tông chẳng khác nào là lấy trứng trọi với đá. Điều này làm cho Hồ Duyên Chấn vô cùng kinh ngạc. Bất chấp lời cảnh báo không được đỡ trực diện của Bì Bì Đồng, thì lão vẫn tùy ý dùng hết sức bù sữa mẹ ngăn cản. Kết quả là nhanh chóng về đất mẹ. Bây giờ phòng ngự của quân địch đã bị phá, vậy nhưng đại sư vẫn chưa vội vàng ra lệnh xuất kích. Lão nghĩ Đường Tam lần này ngoại trừ muốn đối phó tượng giáp quân đoàn, thì còn muốn đánh bại đám người phong kiếm tông nữa. Trong hai tông môn này, cấp bậc hồn thánh và hồn đấu là khá nhiều. Nếu như thừa cơ loại trừ những cường giả này, vậy chẳng khác nào trọng kỵ quân địch bị thiệt hại nghiêm trọng. Dù sao hồn kỹ tính sát thương phạm vi lớn của hồn sư cấp cao cũng có thể giết chết hàng trăm ngàn binh lính bình thường. Có thể nói rằng, sau khi xuất hiện, quân binh Đường Tam đã quét sạch hàng phòng ngự của quân địch khiến bọn chúng hoảng sợ không thôi. Và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mời các bạn đón xem nhé. Tập phim tới đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.